Mọi người, tình cảnh vô cùng khẩn cấp nhé. Mình gặp phải một vấn đề. Vấn đề mà hầu như mọi người đều đã phải gặp phải. Đó chính là ốm. Đấy. Thế bây giờ mình không thu âm được. Mình không thu âm được nha, bây giờ phải thu âm trực tiếp. Thôi Toàn rồi, lên đến nhà mình phải nhận ra. Mình đã hai lá lốt to. Cái mục đích của mình là lá lốt trên giòn. Nó không thể nào mà to được, phải hai lá nhỏ. Thôi đi xuống vườn lại. Đây mới là cái lá lốt size S mà mình muốn. Hồi nãy mình có nói là làm từ những nguyên liệu có sẵn đúng không? Sẵn của mình ý là em mình chuẩn bị sẵn cho mình ấy, chứ nó đi mua hay là nó đi ăn cướp ăn nhập, mình đùa thôi. Nó đi lấy ở đâu thì mình không biết, nói chung là có sẵn ở trên bàn là mình sẽ làm. Làm cái món này đơn giản thì mình cho tất cả gia vị vào xay. Mình nghĩ này. Chưa. Đấy. Cái đó là đến thịt. Được rồi. Cái này là phải dùng đũa rồi. Cũng thấy không đơn giản lắm. Tay cùng. Nhớ là cái này cả mỡ. Có cái này cùng không? Cho cùng vào. Mới thông cảm mình đang ăn nên là nói hơi khó. À quên, mình đang đau họng. Đấy, vậy là xong mấy công đoạn làm nhân. Mọi người thấy nhanh đúng không? Không, mình thấy không nhanh, cực muốn chết. Một chiếc lá, thêm một ít nhân lên trên. Ôi rồi, nhiều quá. Chúng ta lại úp thêm một chiếc lá khác lên. Bây giờ là lăn qua một đấy. Một chiếc giòn. Đũa của tôi đâu, đũa của tôi đâu? Đũa nó cứ bỏ mình đi đâu không biết. Được quá nhỉ. Cái làm đến cái sẽ làm nên cốt cách ăn cái gì gọi là cái gì của đồ ăn ấy nhỉ? À, tặng gọi cái sự ngon của đồ ăn đúng nhỉ? Tặng cái sự tuyệt vời của món ăn gọi là cái gì nhỉ? Thế đấy, cứ tặng gọi là cái tuyệt vời đi. Chúng ta sẽ làm nước chấm nha. Nước chấm này chấm bế chả. Đấy, chỉ có tương ớt này, mắm này, phải đều lên. Quẩy lên. Rồi, cho thêm xíu đường. Ít thôi nha, ít thôi. Em mình đã bắt cơm mình. Rồi, ok. Cắt cho cái nước chấm. Cốt cách nó chỉ đến ăn, không phải cái cách là cái sự tạo nên sự ngon của món ăn, nó chỉ có thế thôi. Rộp. Đấy, mọi người nghe thấy chưa? Đồ ăn là tiếng giòn của nó thôi. Mình biết là mọi người, nhiều người sẽ không tin cái tiếng lúc nãy, nên là bây giờ mình gắp ra. Mình gắp ra mình về. Mà cái tiếng lúc nãy là tiếng thật mà. Ui. Ui. Trời ơi, con đã mang. Cháu với Thảo, ra chợ mua thêm cái nồi cơm điện nữa đi. Chứ một nồi này không đủ đâu, cắm thêm con nồi nữa. Trời ơi, ngon quá, mẹ nhà mình nó đến luôn. Mà mình phải ăn trước đã, ăn trước nó. Chắc chắn là nói quá, nhưng mà tay nghề của mình đã lên rồi.